Pháp không chỉ là quốc gia lớn nhất châu Âu, mà Pháp còn là điểm đến du lịch hàng đầu trên thế giới. Với những sự thật thú vị về nước Pháp dưới đây sẽ khiến các bạn phải bất ngờ toàn tập. Và dưới đây chính là 10 sự thật thú vị của nước Pháp. Những đặc biệt trong văn hóa, địa lý ẩm thực của quốc gia này sẽ khiến các bạn phải ngạc nhiên đó nha. Hãy cùng blog du lịch khám phá ngay nào. Pháp là đất nước có hình lục giác. Người Pháp gọi đất nước của họ với cái tên triều mến là Hexagon, tạm dịch là hình lục giác, do hình dạng địa lý đặc biệt của nó. Nếu các bạn không tin, thì hãy ngay lập tức mở bản đồ trên thế giới đi kiểm tra nha. Nhìn từ bản đồ trên thế giới, thì Pháp trông giống như một hình lục giác và hay khiến người ta liên tưởng đến những ngôi sao năm cánh, có biên giới chung với rất nhiều nước như là Bỉ, Luxembourg, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Andorra và Tây Ban Nha. Tất nhiên, hình lục giác chỉ bao gồm đất liền, bởi vì ngoài ra, Pháp còn có Corsica và các vùng lãnh thổ hải ngoại khác. Pháp là quốc gia có đường bờ biển dài đến 3.427 km. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, gần tương đương với khoảng cách từ Paris đến Petra. Từ các cảng nhộn nhịp cho đến các vịnh cát và vịnh nhỏ, các bạn sẽ phải mê mẩn khi đặt chân đến những bãi biển với đủ hình dạng và kích thước dọc theo bờ biển của nước Pháp. Bảo tàng Louvre ở Paris. Vào năm 2019, Bảo tàng Louvre của Paris đã ghi nhận kỷ lục 10,2 triệu du khách đến tham quan, là một con số không tưởng. Louvre là bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, thu hút những người yêu nghệ thuật bởi kiến trúc cổ kính tuyệt vời và tất nhiên là bức tranh nàng Mona Lisa được cất giữ tại căn phòng riêng biệt mà không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Ốc sên là món ăn quốc dân của Pháp. Một trong những sự thật thú vị về nước Pháp không thể không nhắc đến, đặc biệt trong phong cách thưởng thức ẩm thực của người dân quốc gia này, các bạn sẽ bị bất ngờ khi biết rằng ốc sên là món ăn quốc dân của người Pháp và người dân ở đây ăn trung bình 500 con ốc sên cho mỗi năm. Ốc sên escargot là món ăn phổ biến của người Pháp, theo truyền thống được phục vụ như một món khai vị với bơ tỏi. Người Pháp cũng ăn nhiều phô mai nhất trên hành tinh. Bên cạnh ốc sên thì món ăn không thể thiếu của người Pháp đó chính là phô mai. Người dân của Pháp là nguồn tiêu thụ phô mai nhiều nhất trên hành tinh, với gần một nửa dân số ăn phô mai hàng ngày, và điều đó có nghĩa là hàng trăm loại phô mai khác nhau được sản xuất tại nước Pháp. Các bạn hãy tự mình khám phá và thưởng thức nó với một chuyến tham quan, nếm thử rượu vang và phô mai từ Bordeaux. Rượu vang Pháp. Rượu vang là sự lựa chọn hàng đầu ở Pháp, chiếm gần 60% tổng lượng rượu tiêu thụ của cả nước. Champagne, Burgundy và Chablis, tất cả đều là rượu cây nhà lá vườn từ quốc gia sản xuất rượu vang lớn nhất trên thế giới này. Các bạn có biết rằng điện thoại chụp ảnh đầu tiên được phát minh ở Pháp? Đúng vậy, điện thoại chụp ảnh được phát minh tại Pháp vào năm 1997 bởi một người Paris đầy kinh nghiệm tên là Philippe Khan. Quả là một sự thật ngạc nhiên về nước Pháp nhỉ? Bức ảnh đầu tiên anh chụp là cô con gái mới chào đời của mình tên là Sophie. Và sau đó anh cũng đã gửi bức ảnh đầu tiên đó cho gia đình và bạn bè của mình. Pháp tồn tại luật cấm hôn nhau ở sân ga. Có một sự thật ở Pháp là vào năm 1910, có một đạo luật đã giới hạn những cặp đôi hôn nhau trên sân ga, giống như những cảnh lãng mạn trên phim ảnh. Lệnh cấm được đưa ra nhằm tránh tình trạng đông đúc tại các ga tàu gây nên sự chậm trễ trong dịch vụ. Sự thật thú vị về nước Pháp này không phải ai cũng biết. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì không còn luật cấm hôn nhau nào còn tồn tại nữa. Quả là một tin tốt cho những cặp đôi ở Paris, thành phố lãng mạn nhất trên thế giới. Vứt bỏ thức ăn là bất hợp pháp. Có vẻ như không có gì là bất hợp lý khi một quốc gia yêu thích đồ ăn như Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật cấm vứt bỏ đồ ăn. Kể từ năm 2016, thì bất kỳ thực phẩm nào không bán được nhưng có thể ăn được phải được đem cho, tặng chứ không được vứt đi. Vứt bỏ đồ ăn thừa là các bạn đang vi phạm luật của Pháp và có thể bị phạt rất nghiêm trọng. Sự thật thú vị về nước Pháp và các loại bánh. Pháp được biết đến là quê hương của bánh sừng bò. Nhưng thực tế, những chiếc bánh nổi tiếng khắp thế giới này xuất hiện lần đầu tiên ở Áo. Tổ tiên của croissant là những chiếc bánh kiffle đầu tiên được làm ra tại quán cà phê của Vienna vào thế kỷ thứ 13 với hình lưỡi liềm độc đáo và là món bánh ăn buổi sáng ngọt ngào. Khi các bạn du lịch đến Pháp, các bạn hãy cẩn thận với những chiếc bánh mì mình cầm trên tay. Bởi với người Pháp, lật ngược một chiếc bánh mì là điều không may mắn và họ cực kỳ kiên kỵ. Nguồn gốc của điều này có từ thời Trung Cổ. Người Pháp cho rằng việc úp một ổ bánh mì liên quan đến sự xui xẻo, thậm chí là cái chết. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha.
Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.